Chào các bạn. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tối ưu hóa hình ảnh để tăng tốc độ website. Thì đầu tiên mình sẽ vào kiểm tra cái trang web của mình cần tối ưu những cái hình ảnh nào. Các bạn vào trang Google Google Space Bits ha. Đó, mình vào Bay Bits Insight. Rồi mình sẽ kiểm tra cái trang web manchung.com, sau đó mình nhấn vào nút phân tích. Các bạn đợi cho Google nó phân tích ha. Ok, thì về cái phần tối ưu hình ảnh, mình click vào đây mình xem. Đó, Google nó gợi ý cho mình cần giảm kích thước những cái hình ảnh sau đây để mình nâng cái điểm tốc độ cho Google nó đánh giá ha. Đây 51 điểm. Nếu mà mình sẽ tối ưu những cái hình ảnh đây có thể lên khoảng 70-80 điểm ha. Ok. Và có hai cách để tối ưu hóa hình ảnh. Cách thứ nhất là các bạn sẽ làm thủ công, là mình tải những cái ảnh này về, sau đó mình dùng Photoshop hoặc một cái phần mềm nào đó để mình giảm kích thước xuống còn khoảng 31.8 KB là ok. Sau đó mình up lại lên cái website. Đó, thì cách này thì nó hơi cực ha. Vì mình phải tải từng tấm về, từng ảnh về và mình dùng phần mềm để mình giảm kích thước. Đó, mình up lại lên website. Đó. Và cách thứ hai thì mình sẽ dùng plugin, mình sẽ làm tự động ha. Rồi, mình sẽ vào trang quản trị admin. Sau đó các bạn vào gói mở rộng. Vào gói mở rộng và cài mới. Rồi, mình sẽ tìm cái từ khóa là WP Smart ha. WP Smart. Rồi. Các bạn tìm cái login này. Đó, Smart có hình cô gái đây. Và các bạn cài đặt và kích hoạt lên ha. Rồi, ở đây mình đã cài cái login này lên website mình rồi. Đó, sau khi các bạn đã cài xong, đó, login này nó có tới 800.000 lượt cài đặt, rất là uy tín ha. Rồi mình sẽ vào thư viện. Đó, mình chọn WP Smart. Đó. Rồi, thì ở đây nó gợi ý cho mình là còn 188 cái ảnh cần phải tối ưu. Sau đó mình sẽ nhấn vào nút Pull Smart Now. Đó, thì đây là cái gói miễn phí, mình xài miễn phí cho nên mỗi lần nó chỉ chạy được khoảng 50 tấm hình ha. Và sau đó mình sẽ nhấn vào nút Pull, nút này để mình làm tiếp. Ví dụ như đây. Đó, nó gợi ý cho mình là còn đây là cái gói miễn phí thì mình chỉ mỗi lần mình chỉ tối ưu được trên 50 cái ảnh thôi, và khi mà các bạn chạy xong 50 ảnh thì là mình lại nhấn vào nút Pull Must Now để chạy tiếp 50 ảnh nữa ha. Ok, đó thì một ảnh đã tối ưu cho mình đây. Rồi. Đó, thì đây là những cái ảnh mà nó sẽ tạo ra theo đúng kích thước. Hôm nay là 150 x 150, medium thì 300 x 300, large được kích thước nó to hơn. Đó, đây nó có nhiều thứ các bạn có thể bỏ bớt để cho cái hot của mình nó ít cái số lượng file ha. Đó. Rồi. Vậy là video kết thúc ở đây. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.